là Song Phan nha em, hai cái Song Phan em tậu của thợ rừng đang trên đường về nhà. Rồi chút nữa về nhà thì em chỉ post clip lên cho anh em mình xem ha. Chuẩn này là chuẩn trong Song Phan 100% nha anh em. Dạ. Rồi đây nha anh em mới vừa về tới nhà đây, thì em sẽ quay cây trâu Song Phan, hai cây trâu Song Phan cho anh em mình coi ha. Đây. Đây là cây trâu Song Phan, cây này rất là tốt chất nha anh em. Nhìn lá và chấm chấm đó là biết bông như thế nào rồi. Tại vì lúc trước em cũng có một cây giống như vậy rồi. Đó, một bông khá đẹp. Đây, nụ đây. Đó. Trên rừng mà trâu giờ rất hiếm nha anh em, trâu Song Phan mà trâu rừng bình thường rất hiếm nha. Trâu bình thường cũng rất giá trị mà cũng rất đẹp luôn. Chứ mà hàng mà bốc trụ mà nó giá thành nó rẻ lắm. Cho nên mình không thể nào mình phân bì hay mình so sánh giữa trâu rừng bình thường với hàng bốc trụ được. Hàng bốc trụ nó rất rẻ. 350 một ký thôi, một ký tới 3-4 cây lận. Còn cây này 4 cặp lá. Cây này tốt chất luôn. Cây này thân thủ luôn. Cái này là bị sẵn trên rừng thì không thể nào tránh khỏi nha anh em. Đó. Như vậy mới chuẩn bét luôn á. Cây này là mới bốc rừng chiều hôm qua. Rồi sáng nay em làm em chạy vô nhà đó, anh thợ rừng em lấy đây. Cây này thì đang có nụ nhưng mà bị con gì cắn hay là nó sao đó, nó còn có con đục à. Nó còn có con đục thôi. Đây. Nó là được 2 cây nha anh em. Thành quả hôm nay em tậu được 2 cây trâu rừng Song Phan. Đó. Rồi. Chiều đi chiều về cũng hơn 100 cây số. Rồi. Cho anh em mình coi 2 cây trâu nha. Em là Hương Lan Rừng. Mọi người xem nhớ share, like and subscribe kênh giúp em nhé. Hàng em là bao chủ 100% nha anh em. Rồi em xin chào mọi người.